Ngay trong sáng ngày 8 tháng 9, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên trao quà cho các gia đình yếu thế do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Phù Cử. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản đã đến thăm, động viên tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Xuyên ở thôn Quế Ải, xã Minh Hoàng. Cụ năm nay trên 80 tuổi, bị gãy tay trước bão, kinh tế gia đình khó khăn, đã được di rời sang nhà văn hóa thôn trước bão. Thăm tặng quà cho bà Trần Thị Sợi ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Nhà bà bị bay hết mái, phải di chuyển sang nhà khác ở. Mỗi hộ được nhận 5 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. Đồng chí Trần Quốc Toản đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các hộ dân, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền, đoàn thể các xã phường thị trấn, các lực lượng vũ trang và đoàn thể trên địa bàn tỉnh bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, hoàn cảnh từng hộ gia đình, nhất là những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, yếu thế để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ, đồng thời tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão.